tôi xin chào tất cả các bạn. Hiện tại tôi đang đi đường thì bị dính trưởng đây. Đây cho các bạn xem này. Xe tôi vừa mới mua xong. Nhìn bao nhiêu đinh nó găm vào rất là sót luôn đấy. Bao nhiêu đinh luôn. Không biết là ai người ta đi đường người ta nằm rơi đầy đinh đây này. Đây cho các bạn xem đấy. Đầy đinh luôn này. Bây giờ chúng tôi phải ngồi nhặt hết đinh để người ta đi vào không bị cán phải thủng lốp. Đây là chắc là ai người ta nằm rơi đinh ra thôi này. Đầy đinh ngoài đường luôn này. Mà đường rất là nhiều người qua lại. Bây giờ là phải ngồi đây nhặt đinh. Nhiều vãi. Đinh như này đi đâm vào thủng lốp ngay. May là cái xe của tôi là xe lốp không xăm. À xăm không lốp. Nên là nó không bị thủng. Để cho các bạn nhìn này, nhìn sót chưa. Vừa mua xe xong dính bao nhiêu phát rồi. Đấy. Đếm là 1, 2, 3, 4. Dính 5 phát vào xe. Cứ nhặt hết đi cò ạ. Không xe người ta đâm vào này đinh này. Đinh này đâm vào thì nó mà thủng hết xe. Biết bao giờ hết. Để từ anh xem bánh sau xem có dính tí nào không. Đây là lốp sau này dính hai cái đinh luôn này. Đấy cho bạn xem. Đinh đấy. Cứ 10 người làm rơi như thế này thì đi vá xăm cả lốp. À không, vá xăm vá lốp cả huyện. Đây là một người vừa mới bị thủng lốp, đang phải dắt xe đi. Đây, trên đây vẫn còn nữa này. Thế ta nằm rơi rải rác. Đấy. Đây, các bạn thấy là rất là nhiều đinh mà đường rất là nhiều người qua lại. Giờ tôi phải nhặt hết bằng này đinh xong tôi về.
con xe nữa, thùng xăm. Rất là nhiều xe thùng xăm luôn. Đây các bạn thấy này, đinh nhiều vãi luôn. Giờ phải đi nhặt đinh. Mày đừng quên chờ nhặt đinh. Thôi nhặt cho nó đỡ ảnh hưởng người khác thôi, người khác đi vào lại thủng xăm thủng lốp chứ. Rất là nhiều đinh luôn, nhặt mười mấy phút rồi, 30 phút rồi mà không hết, người ta làm rơi một đoạn rất là dài. Xe tôi chắc là tí là phải đi vá lại. Rút đinh ra sẽ bị xịt lốp. Đang rảnh, rất là rảnh, ngồi nhặt đinh để đỡ ảnh hưởng người khác. Người ta đi đinh đâm vào xe sẽ bị thủng lốp. Nhiều xe là đinh đâm vào thủng lốp luôn. Còn nhiều xe đâm vào sẽ không bị thủng lốp nhưng mà về sẽ phải thay lốp. Từ nãy giờ nhặt chắc phải đến nghìn cái đinh đấy. Tôi vừa đi qua phát hiện luôn. Nhìn lốp úi sời sụt 3-4 phát. Tính ra phải tầm gần chục phát đinh ở trong cái lốp xe rồi. Con này chắc mới tinh là 650 ký. Đây à, nãy giờ nhặt được bằng này đinh này. Đây các bạn thấy này, chỉ cần dê chân về là đinh dính thẳng chân rồi. Đi thôi đã dính rồi, đừng có nói là xe. Đây. Trên kia như vẫn còn đinh, tôi đi lại được xem. Đinh này rơi rải rác khoảng tầm cây số đấy. Không biết ai mua nhiều đinh làm rơi như này. Tôi không biết đây có phải làm rơi không hay là cố tình đánh rơi. Ở đấy nhặt hết chưa? Nhặt hết rồi. Nhặt tiếp đây đi con. Còn đây. Ai đi làm rơi nhiều hết. Anh nghĩ nó ngớ không phải rơi. Cố tình rơi. Thôi cuối năm rồi, cố gắng làm việc tốt. Đây cho các bạn xem này. Đường rất là nhiều xe cộ đi lại. Em đi, những cái con
chắc không còn đâu, anh nhìn không thấy. Không biết ở trên kia còn không, thì để tôi kiểm tra lại sau. Sau 30 phút nhặt đinh, chúng tôi đã nhặt được rất là nhiều đinh, đây cho bạn xem này. Mang nhiều luôn. Cái này chắc phải mấy cân đinh. Chúng tôi mới mượn được của người dân một cái chổi, bên này một cái hot rác, bây giờ thì hot hết nó vào. Rồi đem vứt đi rồi. Ui, anh kim cương anh ơi. Nhặt hết hơi. Ngoài đường vẫn còn vương vãi một vài cá được nhặt hết. Nhặt từ nãy giờ không hết được, sót rất là nhiều rồi. Rồi, bây giờ đem cái này đi đổi thôi, chứ tôi cũng không dùng cái này. Rất là nhiều đinh. Ở ngoài kia có một cái xó rác. Rất là lặng, lặng cái khung. Rồi, về tôi vá xe. Dạ, cái đấy người ta đây.